Lời Chúa, ngày thứ bảy sau Chúa nhật thứ 13 thường niên, mùng 4 tháng 7 năm 2020. Con được biết Chúa khi nghe cái đài lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa, khi đến giao điểm tin mừng. Dù rằng đời con chưa một lần làm dấu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh. Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Công đoàn đã cống hiến cho con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con cảm ơn Chúa. Con tin thác nơi Chúa. Con cảm ơn Chúa. Lời Chúa, ngày thứ bảy sau Chúa nhật thứ 13 thường niên, mùng 4 tháng 7 năm 2020. Xin chào anh chị em. Hôm nay chúng ta có ngày cuối tuần thật đẹp với ngày thứ bảy đầu tháng 7, mùng 4 tháng 7. Và những anh chị em ở nước Mỹ được nghỉ lễ gọi là Quốc khánh của nước Hoa Kỳ. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện riêng cho đất nước Hoa Kỳ vì nạn dịch virus corona, và nhất là vì những sự bạo động xã hội chính trị, rồi nhiều người lợi dụng gây ra những tình trạng mất an ninh trật tự, rồi phá tài sản, rồi lợi dụng để mà cướp tài sản người khác, không có tôn trọng luật pháp, không tôn trọng công bằng, và càng không có lòng thương xót. Xin Chúa cho đất nước Hoa Kỳ cũng như nhiều nước khác trong ngày Quốc khánh, ngày độc lập, được thấy được mình sống trong một đất nước tự do. Nhưng điều quan trọng là tự do của con cái Chúa, chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm, mà không tôn trọng luật pháp, không tôn trọng công bằng, không tôn trọng của cải tài sản người khác. Xin Chúa cho chúng ta được tự do thoát khỏi quyền lực của sự giữ của Satan, của ma quỷ. Đó mới là điều quan trọng. Độc lập tự do mà lệ thuộc vào tiền của, quyền lực, danh vọng thì cũng vẫn là nô lệ mà thôi. Độc lập tự do phải thực sự là thoát khỏi quyền lực của Satan, của ma quỷ, của sự giữ thống trị thế giới này, thống trị mỗi người, thống trị mỗi quốc gia. Chỉ khi nào thoát khỏi cái bóng đêm của Satan, của ma quỷ, của sự giữ, để sống trong ánh sáng của con cái Chúa, tự do của con cái Chúa, làm những gì trong khuôn khổ giáo hội, xã hội và trong khuôn khổ đúng với thánh ý và đường lối của Chúa, như vậy ta mới thực sự là con người tự do. Hôm nay ngày thứ bảy đầu tháng, cũng xin phép được chia sẻ với anh chị em về thư gửi quý chủ tịch các hội đồng giám mục về việc thêm các lời cầu mới vào kinh cầu Đức Bà. Vatican ngày 20 tháng 6 năm 2020, lễ trái tim vô nhiễm Đức Trinh Nữ Maria. Kính thưa quý Đức Cha, đang khi bước đi trên nẻo đường lịch sử như một lữ khách hành hương tiến về thành đô Jerusalem Thiên Quốc để được kết hiệp muôn đời với vị hiền phu và đấng cứu độ là Đức Kitô, Hội Thánh luôn tin tưởng phó thác vào Đức Maria, người đã vững tin vào lời Thiên Chúa. Tin mừng cho chúng ta biết
ngay từ khai nguyên hội thánh, các môn đệ của Chúa Giêsu đã ca tụng mẹ Maria là người có phúc hơn mọi người nữ và vẫn luôn cậy nhờ lời mẹ truyền cầu. Không thể kể hết những tước hiệu và lời khẩn cầu mà lòng sùng mộ của các Kitô hữu đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria suốt bao thế kỷ qua, như một đặc ân và bảo đảm để đến với Chúa Kitô. Trong thời buổi hiện tại mang đầy dấu vết của tâm trạng bất ổn và xao động, đoàn dân Thiên Chúa lại càng sốt sáng cậy trông vào mẹ với tâm tình tràn đầy mến yêu và tín thác. Nhận ra về tâm tình này và đón nhận những ước nguyện đã bày tỏ, Đức Giáo Hoàng Francisco ước muốn đưa thêm 3 lời cầu vào bản kinh, vẫn được gọi là Kinh Cầu Đức Bà Loreto. Lời cầu Đức Mẹ đầy lòng thương xót được đặt sau lời cầu Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh. Lời cầu Đức Mẹ là lẽ cậy trông được đặt sau lời cầu Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. Và lời cầu Đức Bà nâng đỡ di dân đặt sau lời cầu Đức Bà bào chữa kẻ có tội. Cùng với những lời cầu chúc tốt lành và lòng kính trọng, xin gửi thư này để quý Đức Cha biết và áp dụng. Trong Chúa, Đức Hồng Y Robert Sara, Bộ trưởng, Tổng giám mục Arthur Roche, thư ký, bản dịch của Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa anh chị em, vậy là Kinh Cầu Đức Bà mà chúng ta vẫn đọc sẽ có thêm 3 lời cầu, đó là Đức Mẹ đầy lòng thương xót, Đức Mẹ là lẽ cậy trông và Đức Bà nâng đỡ di dân. Tôi thấy với bản thân mình, Đức Mẹ đầy lòng thương xót. Đức Mẹ là mẹ của lòng thương xót. Chúng tôi vẫn chia sẻ với anh chị em từ xưa đến giờ. Và bây giờ được Đức Giáo Hoàng Francisco chính thức đưa vào trong Kinh Cầu Đức Bà với tước hiệu, với lời cầu Đức Mẹ đầy lòng thương xót. Tạ ơn Chúa vì hôm nay chúng ta có một người mẹ đầy lòng thương xót, cầu bầu cùng với Chúa Giêsu con mẹ là đấng giàu lòng thương xót cho chúng ta, là những người đang cần đến lòng thương xót. Và như thế chúng ta thấy nhờ mẹ đến với Chúa, như điều mà chúng tôi vẫn chia sẻ và tập san nhờ mẹ đến với Chúa chúng tôi đã làm trong gần 10 năm nay, mỗi tháng một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Và trong những giờ cầu nguyện ngày thứ bảy hàng tuần, cả bao nhiêu năm nay, chúng tôi vẫn kêu mời anh chị em lần chuỗi mân côi và cầu xin mẹ để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa, vì mẹ là mẹ của lòng thương xót. Lần này, Đức Thánh Cha Francisco kêu cầu Đức Mẹ đầy lòng thương xót. Xin mẹ thương xót đoàn con của mẹ đang trên đường lữ hành, đang rất cần được xót thương. Và bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa của ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong sách Ngôn Sứ A-mốt chương 9 câu 11 đến câu 15. A-mốt chương 9 câu 11 đến câu 15. Bài trích sách Ngôn Sứ A-mốt: Đức Chúa phán thế này: Trong ngày ấy, ta sẽ dựng lại lều siêu vẹo của David, bít kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ, để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm và của tất cả các dân tộc đã được mang danh ta. Sấm ngôn của Đức Chúa đấng thực hiện điều ấy: Này đây, sắp đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống, núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho và mọi gò nỗng sẽ tuôn chảy. Ta sẽ đổi vận mạng của Israel dân ta. Chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó. Chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác. Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở, và chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất ta đã ban cho chúng. Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 câu 14 đến câu 17. Matthew 9 14 đến 17. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, như thế là giữ được cả hai. Thưa anh chị em, như chúng ta vừa mới nghe thông báo trong kinh cầu Đức Bà có thêm ba tước hiệu. Một trong những tước hiệu đó là Đức Mẹ đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mẹ, cho nên mẹ cảm nhận được là Chúa đoái nhìn đến phận nữ tỳ của tôi. Lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Mẹ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên mẹ đầy lòng thương xót con cái của mẹ, những người được cần được Chúa xót thương. Và ngay từ trong Cựu Ước, nếu anh chị em đọc kỹ, cũng thấy trải dài lòng thương xót của Chúa. Bài đọc 1 năm chẵn, chúng ta vừa mới nghe sách ngôn sứ A-mốt. Đức Chúa phán thế này: Trong những ngày ấy ta sẽ dựng lại lều siêu vẹo của David, bịt kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ, để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đom và của tất cả các dân tộc đã được mang danh ta. Chúa có những biện pháp để cảnh báo, nhắc nhở con người khi con người lìa xa Chúa, khi con người chạy theo ngoại bang, chạy theo tà thần mà phụng thờ những thần ngoại bỏ rơi Chúa, thì Chúa phải dùng những biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ để cảnh tỉnh, để nhắc nhở họ. Dù trước đó Chúa đã sai các tiên tri đến để kêu gọi họ quay trở về, nhưng họ chai đá, cứng đầu, cứng cổ. Vì thế Chúa phải dùng những ngọn roi mạnh như là người mẹ, quất cho nó mấy roi, nó mới tỉnh. Như là những người mà đang say phải tắt cho nó mấy cái, nó mới tỉnh, đang mê, đang đắm. Vì thế mà những biện pháp Chúa sử dụng tất cả là lòng thương xót. Ban thưởng cũng vì lòng thương xót, vì ta chẳng có gì xứng đáng để mà được Chúa ban thưởng, do lòng thương yêu nhưng không Chúa dành cho ta. Và đôi khi trừng phạt, đôi khi sửa trị, dạy dỗ bằng biện pháp mạnh cũng vì lòng thương xót, để nó khỏi mất đi phần linh hồn, để nó khỏi mất đi cái hạnh phúc đời sau. Còn đời này có thể gặp những trở ngại, gặp những đau khổ, gặp những khó khăn, đôi khi gặp những bất công, gặp những bạo tàn, vân vân, thì tất cả cũng đều diễn tả lòng thương xót của Chúa dành cho con người. Nếu con người sám hối, nếu con người hối cải, thì Chúa lại xót thương. Không bao giờ Chúa bỏ con người hoàn toàn. Có những lúc ta cảm giác như Chúa bỏ, nhưng mà thực sự ra không phải vì ta, Chúa bỏ ta, cho bằng vì ta bỏ Chúa cho nên ta phải lãnh cái hậu quả đó. Và Chúa để cho nó xảy ra như vậy để ta sám hối mà ta quay về với Chúa, không bỏ Chúa nữa, thì Chúa lại dựng lại lều siêu vẹo, bít các lỗ hổng, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng lại như ngày cũ. Thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống, núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho và mọi gò nỗng sẽ tuôn chảy. Ta đổi vận mạng của Israel dân ta, chúng sẽ tái thiết những thành phố tiêu đàn, điêu tàn và định cư ở đó. Chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác. Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở, và chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất ta ban cho chúng,
Đức Chúa là Thiên Chúa phán như vậy. Ta thấy tràn đầy lòng thương xót, ngập tràn lòng thương xót. Cho nên nếu mà anh chị em nghe lời của Chúa, nếu chị em đọc, học hỏi lời của Chúa, thấy từ trong Cựu Ước hay trong Tân Ước, tất cả đều trải dài lòng thương xót của Chúa. Có cách này, cách nọ, cách kia. Nếu mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì mới nhận ra lòng thương xót của Chúa. Còn thú thật với anh chị em, nếu mà cách đây 20 năm tôi cũng chưa có nhận ra đâu. Tôi đọc thì đọc vậy, học thì học vậy, biết thì biết vậy. Nhưng mà khám phá ra, nhận ra lòng thương xót của Chúa trong từng đoạn, từng câu, từng biến cố trong Cựu Ước, hay là trong các thánh vịnh mình đọc, hay là trong những bài hát mình hát, bây giờ đến đâu cũng cảm thấy được lòng thương xót của Chúa ở đâu. Sướng lắm thưa anh chị em, học hỏi cách đó thế nó đã lắm. Không phải học hỏi Kinh Thánh để mình hãnh diện vì mình biết được chú giải, để mình biết được lịch sử, để mình biết được cái này, cái nọ, cái kia, phong tục tập quán của người Do Thái. Nhất là mình biết rồi, mình đi mình bắt bẻ người khác, nghe người ta nói rồi bảo là cái này không đúng, cái này là sai, cái này là không hợp. Lời của Chúa có để mình bắt bẻ nhau hay không? Mỗi người có cách chú giải, có cách hiểu khác nhau. Nhưng cái mục đích chính là phải diễn tả được lòng thương xót của Chúa trong đó. Còn đừng có hãnh diện về sự hiểu biết của mình. Học được người thầy này, học được người thầy kia, rồi ta hãnh diện rằng ta là nhà chú giải, ta là nhà kinh thánh, ta là nhà thế nọ thế kia. Tất cả sự học hỏi hiểu biết của ta nó chỉ như một cái giọt nước ở biển, như một hạt cát trong sa mạc. Mà Kinh Thánh nói rằng những gì Chúa nói và Chúa làm, cho dù cả trần gian này, tất cả sách của trần gian này cũng không viết cho hết mà. Thì mình biết một vài điểm này, điểm nọ, điểm kia, mình khoe mẽ làm cái gì? Rồi mình chỉnh anh em để làm cái gì? Mình hãnh diện về cái sự hiểu biết đó để làm cái gì? Nếu mà mình không sống cái đó, cái điều quan trọng là mình sống cái đó, chứ không phải lấy cái đó để mà hãnh diện, hay là lấy cái đó để mà bắt bẻ người khác, hay là lấy cái đó để mà đi tranh cãi, tranh hơn, tranh thua với nhau, đúng sai, để làm cái gì? Để làm cái gì thưa anh chị em? Cứ thích tranh hơn, tranh thua, cứ thích tranh cãi, cứ thích bắt bẻ. Ý là các môn đệ Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu: tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Chị em thấy đang từ một cái việc đạo đức tốt lành bẻ quặt sang một cái hướng tranh hơn, tranh thua, tranh đúng, tranh sai. Tại sao tôi và người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Ta biết rằng ăn chay nó có hai thứ, có những cái mà theo luật buộc phải ăn chay, có những cái là khuyên nên ăn chay. Những người đạo đức, người Do Thái ăn chay tuần hai ngày, thứ hai, thứ năm chẳng hạn. Hay là bây giờ nhiều anh chị em trong những hội cầu nguyện, nhóm cầu nguyện ăn chay thứ tư, thứ sáu chẳng hạn. Thì tốt, nhưng mà khi mình làm cái gì, phải biết rằng làm để làm gì. Mục đích của cái việc làm đó là để làm gì. Đó mới là điều quan trọng. Không phải thấy người ta làm tôi cũng làm, mà chẳng hiểu ý nghĩa của việc mình làm. Vậy thì thử hỏi ăn chay để làm cái gì? Thứ nhất là ăn chay để chính mình được cái lợi. Có những người bảo thưa cha, họ ăn chay bây giờ là họ để diet, để nó khỏi lên cân, để nó đẹp. Tại vì thấy nó cứ tròn trùng trục, cứ thấy nó lên ký vèo vèo, nó béo phì phì ra, thôi bây giờ ăn chay tức là diet. Nên mấy cô, mấy người đẹp ăn kiêng kỹ lắm cha ơi. Nhất là những hoa hậu hay là người mẫu bây giờ, để giữ được cái phọt như vậy là nó chỉ có được ăn bao nhiêu cơm, uống bao nhiêu nước, ăn cái gì mà thôi, chứ không phải thích ăn cái gì là ăn, muốn ăn cái gì là ăn. Nó còn kiêng còn hơn là khổ tu ấy. Tôi nói cái gì cũng phải trả giá thôi. Muốn đẹp thì phải kiêng thôi. Có cô ca sĩ về Việt Nam nói: em thì em thích cái gì em ăn cái đấy à? Cho nên người cô cứ béo đẫy đà ra. Thưa anh chị em, nhưng mà cô sướng, cô thoải mái. Cái giá của cô phải trả là cái phọt không đẹp, nhưng mà cô được cái là cô thoải mái, thích gì ăn đấy. Thích ăn ăn, thích ngủ ngủ, thích chơi chơi. Còn cô kia sao cô đẹp thế, phọt đẹp thế. Em
em phải tập gym mấy tiếng một ngày á, em phải uống nước này á, em chỉ được ăn cái này thôi á, em phải suốt ngày phải còn hơn khổ tu nữa. Nhưng mà được cái em đẹp, đẹp để làm cái gì? Cái gì nó cũng có giá của nó. Thôi đừng giờ khoe nữa cô ơi. Cái gì mình thấy rõ ràng là cái gì nó cũng có giá của nó. Vậy thì khi người ta ăn chay ăn kiêng thì có những người là ăn để mà đẹp, thì chuyện tự do của người ta, mình tôn trọng chứ, phải không? Có người không thích ăn mà họ thích ăn cái gì, họ ăn cái đó nó mập thì cũng chuyện của người ta. Người ta cứ mập thì mập chứ sao? Sao mà vừa lòng người được? Ở sao cho vừa lòng người? Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Béo thì chê béo trục béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra. Thế thôi chị em. Mình cứ phải sống mà để theo thế gian, sống mà mình phải làm nô lệ miệng lưỡi của thế gian. Người ta nói sao thì mình phải làm như vậy. Thử coi người ta nói có đúng hay không, và mục đích người ta nói để làm cái gì. Thực sự người ta có thiện chí thiện tâm để đóng góp, để chia sẻ với mình hay không, và cái điều đó người ta nói có đúng hay không nữa. Khi người ta nghe người ta góp ý, phải có cái người góp ý đó có thực tâm họ góp ý để mà làm tốt cho mình hay không. Được chưa? Thứ hai, cái góp ý của họ có đúng hay không. Có người thành tâm thiện chí mà góp ý sai, chứ đâu phải mọi cái góp ý đều đúng. Tại vì cái nhìn của họ thiển cận, cái nhìn của họ chỉ nhìn được một góc cạnh thôi, họ không hiểu hết được vấn đề. Cho nên đâu phải cứ ai góp ý mình cũng cứ phải nghe. Thí dụ như ông nông dân mà ông góp ý với ông bác sĩ về vấn đề chuyên môn thì làm sao ông bác sĩ cũng phải nghe. Ông nông dân ông bảo bác sĩ ơi, ông chích như vậy mất công quá, ông lấy kim bông đâm cái sột phát cho nó nhanh. Ông góp ý vậy được à? Hoặc là ông bác sĩ lại góp ý với ông nông dân là ông ơi, ông phải trồng rau như thế này, trồng bắp như thế này. Lĩnh vực của ông đó mà ông cứ xâm phạm vào. Ông là bác sĩ đâu phải ông là nông dân đâu. Cho nên là không phải bất cứ góp ý nào mình cũng cứ phải nghe, phải quan tâm nghe. Nhưng mà coi coi cái trình độ của người góp ý như thế nào. Có phải là chuyên môn của họ hay không? Cái lòng thành là một chuyện, cái việc họ góp ý nó có đúng hay không là một chuyện nữa. Rồi thứ ba, cho dù có lòng thành, cho dù có đúng, nhưng trong hoàn cảnh của mình có áp dụng được nữa hay không là khác. Chị nói rất đúng, nhưng mà hoàn cảnh của tôi bảo là tôi phải ăn kiêng để cho nó đẹp, sức đâu mà tôi làm. Còn bốn đứa con ở nhà mà không ăn mà ra lấy sức đâu mà làm, mà nuôi con mà bảo là phải ăn kiêng cho nó thon. Thon được con thôi thì nó chết, sao được, thấy không ạ? Đúng không ạ? Cho nên là không phải bất cứ cái góp ý, cho dù có thành tâm thiện trí, cho dù có góp ý đúng, là mình bắt buộc mình phải nghe. Vì còn trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, áp dụng cái đó nó lại cũng phải khác nhau. Làm sao mà vải mới phải hợp với lại cái áo mới kìa. Áo của tôi cũ mà chị cứ đưa vải mới mà vá vào cũ cũng không xong. Áo của tôi mới mà chị bảo đưa cái vải cũ và vá vào nó cũng không xong. Cho nên không phải bất cứ cái góp ý nào nó cũng phù hợp được đâu. Nó phải phù hợp cái hoàn cảnh của mỗi người. Và điểm kế tiếp đó là khi mình làm, mình biết mình làm cái gì. Tôi nói trở lại chuyện ăn chay đi. Mình ăn chay để trước tiên là cho có lợi cho bản thân mình. Mà có lợi cho bản thân thì mình thấy lợi cho bản thân thì mình làm. Còn người ta không thấy lợi thì người ta không làm, chuyện của người ta. Người ta thấy cái khác lợi hơn thì sao? Đúng không ạ? Ông uống nước thì ông thấy khỏe. Nhưng mà kia nó uống nước trà nó thấy khỏe hơn, mà ông cứ bảo uống nước lã khỏe hơn là sao? Mỗi người có một cái cách khác nhau. Ông tập thể dục kiểu này ông nhanh, nhưng mà kia nó tập dưỡng sinh nó muốn tập chậm thì sao? Cho nên là mình làm, mình biết mình làm để làm cái gì. Tôi ăn chay mục đích trước tiên là có lợi cho bản thân tôi, là tôi làm chủ được bản thân tôi, chủ được cái bản năng của tôi. Không phải tôi muốn ăn là ăn, tôi muốn uống là uống, mà tôi biết làm chủ cái ăn cái uống, vì đó là thuộc bản năng tính tự nhiên của con người. Tập làm chủ cái đó, lợi thứ nhất cho tôi. Cái thứ hai, mục đích của việc ăn chay, khi mà tôi làm chủ được bản thân của tôi rồi, tôi ăn chay thì cái ăn bớt đi, ăn ít đi, tôi sống có kỷ luật hơn, tôi sống có nguyên tắc hơn. Tôi tập quen với cái làm chủ mình rồi thì những lúc
khác tôi sẽ làm quen được với cái kỷ luật đó. Vì cái gần nhất, cái căn bản nhất là cái ăn uống, cái thèm nhất này, mà tôi còn làm chủ được thì những cái chuyện khác tôi cũng dễ làm chủ tôi hơn. Ví dụ tôi hay chửi thề, bây giờ tôi ăn chay, tôi tập làm chủ cái ăn uống của tôi để tôi không có ăn uống bừa bãi, thì lúc mà ăn nói tôi cũng kiềm chế được cái lời nói của tôi. Làm chủ được cái ăn thì làm chủ được cái nói, tôi gọi là ăn nói. Thế không ạ? Đó, mình tập những cái đó chứ, tập để làm chủ mình, đó là ăn chay. Và thứ hai nữa là ăn bớt đi để dành cái đó mà làm việc bác ái mới là chính. Cái đó mới là cái chính, chứ không phải ăn bớt đi để dành mà làm giàu giống như không. Có. Thế không ạ? Mục đích của việc ăn chay là việc đạo đức mà. Việc đạo đức thì nó phải đưa tôi đến sống đạo đức. Tôi làm việc đạo đức mà tôi không có tâm hồn, không có lòng đạo đức thì cũng vứt đi. Chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Dân này thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Cho nên cái việc đạo đức thì phải đi kèm với lòng đạo đức. Mà lòng đạo đức của việc ăn chay đó là phải thể hiện ra bằng việc bác ái để chia sẻ cho người nghèo. Nghĩ đến người khác, tập nghĩ đến người khác, tập biết chia sẻ cho người khác, tập biết quan tâm đến người khác. Tôi thì tôi làm, nhưng mà tôi làm rồi tôi cũng bắt người khác phải làm như tôi à? Rồi người ta không làm như tôi thì tôi bắt đầu tôi phê bình, tôi chỉ trích. Vậy thì còn đạo đức hay không? Nếu tôi làm việc đạo đức mà tôi so sánh, so bì với người khác thì hỏi có đạo đức hay không? Rồi ví dụ, ca đoàn của chúng tôi tập hát ngày hát đêm, hát cho thật hay, tốt lắm. Hát cho hay để mình đưa tâm hồn người khác lên cầu nguyện sốt sáng, tốt lắm. Nhiều khi đi lễ hay đi cầu nguyện mà nghe cái đoàn nó hát ngang hay nó hát lộn thộm thì mình cũng bị lo ra chi trí. Thì khi mà tôi tập hát, hát với tất cả trái tim của tôi, hát với tất cả tâm hồn của tôi để giúp cho cộng đoàn sốt sáng cầu nguyện, đó là mục đích của việc tập hát. Chấm dứt ở đó đi. Đừng có đi thêm, đừng có đi quá. Là hát xong rồi hãnh diện, ca đoàn ta là số 1, coi như tiêu hết rồi. Rồi bắt đầu chê cái đoàn này, dèm cái đoàn kia, coi như là mình vứt đi. Làm việc đạo đức mà không có lòng đạo đức. Đúng không ạ? Làm việc bác ái cũng vậy. Giúp cho người nghèo thì tốt, mà làm việc bác ái mà bắt người ta phải nêu tên mình lên, giống như là mấy chương trình ca nhạc, nhà tài trợ, cái phải đọc lên ông bà này, công ty này, ông bà kia, công ty kia. Còn cái gì nữa đâu, đó là thương mại rồi. Chúng ta không thương mại, mình làm việc đạo đức mà, không được thương mại trong đó, không được tìm vinh danh mình trong đó, mà cứ phải có đó. Rao tên thì mới chịu đóng góp là sao? Việc đạo đức mà không có lòng đạo đức, lòng đạo đức là sự khiêm tốn, là không cho tay trái biết việc tay phải làm chứ. Thế không ạ? Nếu mình đóng góp mà mình đóng góp xong mình áp lực nhà thờ phải làm theo đúng ý của mình, áp lực các cha hay là thậm chí cả giám mục phải làm theo ý muốn của mình, thì mình mới đóng góp, mình mới mình dâng cúng. Vậy thì là còn cái gì là đạo đức nữa? Đó, thưa anh chị em. Vì thế mà khi người môn đệ Gioan đến mà nói rằng tại sao chúng tôi và người Pharisee chay mà môn đệ không ăn chay, Chúa trả lời: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bây giờ họ mới ăn chay. Chúa Giêsu ví mình như là chàng rể đang ở với mỗi người, ở với giáo hội. Giáo hội được gọi là hiền thê của Chúa. Cho nên Chúa đến với con người mình không phải như là một người khách xa lạ, không phải là như là một ông vua, ông chúa ở trên ngai, nhưng mà đến với ta như người bạn, bạn thân đến mức độ mà ví như là chàng rể đến với lại cô dâu. Còn cái gì gần gũi thân mật hơn là chuyện vợ chồng? Còn gì gần gũi thân mật hơn là cô dâu với chú rể? Mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một mà là hai. Tại sao không thấy được sự hiện diện của chú rể, cô dâu trong tiệc cưới? Cái đó là cái chính yếu, mà lại chỉ chú ý đến cái ăn cái món này, ăn món nọ, món kia, rồi bắt đầu cảm ràm, rồi bắt đầu so sánh tiệc này to, tiệc kia nhỏ, tiệc kia lớn, tiệc kia bé. Đến với Chúa, cái điều quan trọng là gặp gỡ Chúa,
tại sao lại phải đi so sánh là nhà thờ to, nhà thờ bé, nhà thờ sang, nhà thờ hèn? Tại sao lại phải so sánh với cái này với cái khác mà không thấy rằng có Chúa là có tất cả rồi? Còn phải lo lắng so sánh cái gì nữa mà không vui đi, không vui với chàng rể đi, mà còn đi ngồi đó mà nói hành nói xấu nhau, rồi đi xì xa xì xèo, rồi so sánh, rồi càm ràm, rồi kêu ca. Đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa thì dìm mình và đại dương lòng Chúa thương xót, để được Chúa xót thương. Tất cả chúng ta đều cần được Chúa xót thương. Ô anh ha, ô chị ha, ô cô ha, tất cả chúng ta đều dìm mình và đại dương lòng thương xót, đều là những người tội lỗi, nhưng vui mừng vì Chúa cứu ta, vui mừng vì Chúa xót thương ta, vui mừng vì được Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của ta. Tất cả ta cùng nắm tay nhau dìm mình và đại diện lòng thương xót Chúa, mà vui mừng hân hoan, không còn so đo, không còn so sánh, không còn so bì, không còn phê bình, không còn kèn cựa với nhau nữa. Vui mừng đi, Chúa muốn nói với chúng ta điều đó. Hãy vui vì được Chúa xót thương đi, vui vì đến đây, wow, anh chị, cô, bác, tất cả chúng ta không phân biệt nghèo, hèn, tốt, xấu, giàu, có, khỏe mạnh. Không, 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 không còn ranh giới, không còn phân biệt gì cả. Nên một trong Chúa Giêsu. Và như thế, ta được Chúa thay đổi con người cũ của mình. Cái con người cũ phải chết đi, để con người mới là con người của lòng thương xót. Để Thánh Thần của Chúa đổi mới chúng ta tận căn. Không còn bám vào những cái hình thức, không còn bám vào những cái suy nghĩ cũ kỹ, suy nghĩ của những cái sanh so sánh, so bì, so đo, dẹp. Của những ganh tị, của những cái giận hờn, dẹp. Của những cái hận thù, của những oán căm, dẹp. Tất cả một cái bình rượu mới, để chứa rượu mới là Giêsu. Cái bình rượu ấy là con người của con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ấy đến, Chúa thay đổi con tận căn đi. Xin Chúa sai Thánh Thần của Chúa để Chúa dẹp đi, đốt đi, phá đi, bỏ đi con người cũ của con đi. Tôi suy nghĩ xưa cũ rồi, bám vào những cái cơ cấu, bám vào những cái hình thức, bám vào những cái gì không còn phù hợp nữa. Xin cho chúng con được can đảm mạnh dạn phá bỏ hết tất cả những cái hàng rào, phá bỏ tất cả những cái gì không còn phù hợp với nước Chúa, không còn phù hợp với tin mừng, đi ngược lại với lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đến, xin hãy sai Thánh Thần của Chúa đến đổi mới bộ mặt trái đất này, đổi mới mỗi một người chúng con, để chúng con thực sự là con cái của lòng Chúa xót thương. Amen. Con được biết Chúa khi nghe cái đài lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa khi đến giao điểm tin mừng. Dù rằng đời con chưa một lần làm dâu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con. Con tìm đến Chúa, nay con đã hiểu lòng Chúa thương xót. Ai cầu xin Chúa, thành tâm sẽ được Chúa lành. Dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn.
thêm cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Con cảm ơn Chúa. Con tin thác nơi Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con tin thác nơi Chúa.